Kính thưa quý vị, một xe container đã bất ngờ lật khi đang chạy vào sáng sớm ngày 25 tháng 6 trên đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 6, xe container mang biển số 51C69407 do tài xế Huỳnh Lý Nhật Trường, 26 tuổi, ngụ quận 8 điều khiển lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh theo hướng từ ngã tư Hàng Xanh đi quốc lộ 13. Khi đến giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh Bạch Đằng thuộc phường 24 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, tài xế ôm cua vào đường Bạch Đằng thì xe container bất ngờ chao đảo rồi lật giữa đường. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường, xe container nằm lật giữa đường, thùng container biến dạng, hư hỏng nặng, phần đầu xe cũng bị hư hỏng, dầu nhớt đổ ra đường. Hai xe cẩu đã được điều đến để hỗ trợ đưa xe bị nạn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý vụ tai nạn. Đến gần 6 giờ sáng cùng ngày, hiện trường được giải quyết xong. Kính mời quý vị và các bạn truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.